thể ăn thơm ấy ạ. Có vị chát. Ngon chứ. Ngon em ạ. Cua chắc béo lắm đấy. Cua béo lắm, nhìn nước không ra. Trong hàng. Anh đi hang à? Anh tưởng anh đi đảo. Mùa này nó không có nước. Mùa kia là nước nó chảy vào hang không có bắt được đâu. Ôi béo lắm. Béo, ngon lắm. Nhìn gạch nó vàng ươm. Mấy nữa là mưa xuống là nước suối nó chảy vào cái hang đấy. Wow, vàng ươm em ạ. Béo nhở. Wow, ngon quá. Trứng vào trong này có trứng đấy. Cái. Ngon quá.